Tôi nghĩ là các bạn có rất nhiều lòng tin vào thị trường crypto cũng như là tương lai của thị trường này. Chứ nếu không các bạn cũng không có tham gia vào thị trường crypto và cũng không có theo dõi channel youtube này. Trên medium.com thì có một bài viết được chia sẻ bởi một tác giả nói về ba lý do tại sao người này rời khỏi thị trường crypto. Và đây là một người mà đã làm việc full time trong thị trường này trong vòng 2 năm qua và đã chia sẻ một cách nhìn mà thường cảm thấy là rất trung thực. Có một số điều mà các bạn cần phải suy nghĩ tới về thị trường crypto này. Tại vì các bạn thấy là các bạn có thể theo dõi Thuận, các bạn có thể theo dõi một số YouTuber khác hay là những cái blog khác mà chuyên về crypto. Và hầu như ai cũng có cùng một cái tư tưởng suy nghĩ về tương lai của thị trường này. Và nếu như các bạn hàng ngày đều được tiếp cận những cái tài liệu tương tự như vậy thì chúng ta có thể rất dễ dàng suy nghĩ sai lệch về tương lai của thị trường crypto nhất là trong thời gian ngắn hạn. Cho nên đây là một bài viết có góc cạnh rất đặc biệt về thị trường này. Và đây cũng là lý do tại sao mà thường thường hay muốn chia sẻ những cái Bài có những góc cạnh khác nhau để các bạn có thể hiểu thêm về thị trường này, để chừng các bạn có thể chạm đất mà không bay lơ lửng ở trên không, có những cái suy nghĩ không thực tế về thị trường crypto trong thời gian ngắn hạn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay hay là các bạn thích những video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trước khi mà trở lại với đề tài của video ngày hôm nay thì cũng như đã hứa hẹn đội thuận capital đã đăng một bài viết chi tiết hơn về token đòn bẩy của sàn binance token bova bear ở trên thuận com Nếu mà nào mà quan tâm thì hãy lên thuận com để xem bài viết này để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của token đòn bẩy bova và bear và hàng tuần thì đội thuận capital cũng đưa ra một bản thống kê cho các cái sự kiện của tuần kế tiếp như là các bạn thấy là bài viết liên quan của các sự kiện từ ngày 23 tây tới ngày 29 tháng 2 đã được đăng ngày hôm qua các bạn có thể xem ở trên trang web này và tôi sẽ không đi theo thứ tự của ba lý do được đưa ra bởi bài viết này tôi sẽ đi theo một cái thứ tự mà tôi cảm thấy là hợp lý hơn lý do đầu tiên mà bài viết này nói tới đó chính là liên quan đến thị trường crypto này như là một phòng kính có nghĩa là sao? có nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày các bạn có thể là chỉ quen biết chỉ có vài người là ở trong thị trường crypto này Thậm chí khi mà các bạn đi những cái buổi event liên quan đến crypto, các bạn cũng chỉ có thể thấy được những khuôn mặt quen thuộc, không có bao nhiêu khuôn mặt mới và mọi người đều có cùng một suy nghĩ. Cho nên khi mà mọi người hợp lại với nhau nói về crypto thì các bạn sẽ có những cái suy nghĩ như là cả thế giới này đều quan tâm đến crypto, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ nhưng mà trong thực tế số lượng người biết về crypto thì nhiều, số lượng người quan tâm đến crypto thấp hơn và số lượng người mà thật sự hiểu về crypto lại càng rất thấp. Nhưng mà khi mà các bạn đến những cái buổi event, các bạn tham gia những cái Facebook, những cái nhóm mà chuyên về crypto thì các bạn sẽ cảm thấy như là ai cũng quan tâm đến crypto. Mình cũng đã từng chia sẻ khi mình thường làm việc ở trên phố Wall thì 10 người thì không có tới 3 người đã thực sự có hứng thú và quan tâm tới thị trường crypto. Và điều này các bạn cũng có thể thấy được ở trên những cái mạng xã hội như là ở trên Twitter. Các bạn thấy là trên Twitter một người nào đó nói về một điều gì liên quan đến crypto thì những người khác lại lập, lập lại cái điều này, lại reshare làm cho một cái suy nghĩ lan tỏa khắp nơi và trong riêng crypto thì chúng ta có rất nhiều loại người các bạn cũng đã biết là chúng ta có những người mà rất là tin tưởng và công nghệ blockchain sẽ thay đổi tất cả và có một số người tham gia vào thị trường này với cái góc cạnh là kiếm lời và lại có một số người tham gia vào thị trường này có ý định là sẽ lật đổ cả ngành ngân hàng để mà thay thế bằng crypto và đáng tiếc là một điều mà rất nguy hiểm ở đây là có những người có những cái tư tưởng quá lạc quan về thị trường này và thường hay chia sẻ suy nghĩ của mình ở trên các mạng xã hội làm cho nhiều người FOMO hơn. Có những suy nghĩ sai lầm về trên thực tế thị trường crypto là như thế nào. Nếu như bạn là một người mới tham gia vào thị trường này thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được là thị trường này rất là khó hiểu. Những tài liệu căn bản thì không có là bao nhiêu nhưng mà những tài liệu FOMO thì vô số kể. Đó là điều đầu tiên được chia sẻ bởi tác giả này. Điều thứ nhì mà chúng ta sẽ nói tới đó chính là sự thật thì hiện bây giờ những quốc gia mà sử dụng nhiều crypto chỉ là những quốc gia nhỏ hơn hay là những quốc gia mà nghèo hơn nhất là những quốc gia mà đang bị cái sự khủng hoảng tài chính cũng như là cái sự khủng hoảng chính trị như là những nước như là venezuela hay là argentina mặc dù là chúng ta thấy được có rất là nhiều nỗ lực từ những quốc gia mà lớn hơn mạnh hơn như là chúng ta nói tới những quốc gia như là nhật bản úc hay là singapore nhưng mà sự thật thì cái số lượng người mà sử dụng crypto trong đời sống hàng ngày ở trong những cái quốc gia mà coi như là có những cái lực rất là tốt đối với trường crypto cũng không có là bao nhiêu. Lý do thì thường nghĩ là các bạn cũng thể dễ hiểu là tiền pháp định bây giờ sử dụng thẻ Visa vẫn là dễ dàng hơn, tiện lợi hơn. Và một điều quan trọng hơn nữa đó chính là liên quan đến pháp lý. Các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ không có lý do gì mà thường đi ăn ở một nơi nào đó mà cho thanh toán bằng bitcoin, mà thường trả bằng bitcoin. Tại sao? Tại vì làm như vậy là sẽ dính tới thuế Khi mà các bạn sử dụng Bitcoin ở Hoa Kỳ và một số những quốc gia khác Để mà dùng phương tiện thanh toán Thì cục thuế coi như là các bạn bán crypto đó Và nếu như có lời thì các bạn phải thay thuế cuối năm Cho nên không có lý do gì mà một người bình thường sử dụng Đó điều đầu tiên, điều thứ nhì là vẫn còn rất là khó sử dụng Không có đơn giản như là các bạn sử dụng tiền mặt hay là thẻ Đấy một người bình thường Thực sự là nhu cầu sử dụng crypto dùng để làm phương tiện thanh toán hầu như là không có cho nên nếu nói tới cái sự chấp nhận crypto trong đời sống hàng ngày như là một phương tiện thanh toán thì vẫn còn rất xa. Sử dụng crypto phải nhanh và tiện lợi như là sử dụng tiền mặt hay là sử dụng thẻ tín dụng thì lúc đó crypto mới thực sự là được sử dụng rộng rãi. Nhưng mà một trong những cái điều rất khó khăn ở đây đó chính là liên quan tới pháp lý và hệ sinh thái hiện tại. Và điều thứ ba mà tác giả này nói tới tôi cảm thấy là phù hợp hơn cho những bạn nào mà đang làm việc full time trong thị trường crypto này hay là đang có ý định rời bỏ công ty hiện tại, công việc hiện tại mà tham gia full time vào trường crypto này. Không phải là Hùng không khuyến khích các bạn làm việc full time trong thị trường crypto Nhưng mà nếu như các bạn có ý định là làm việc full time trong thị trường này thì các bạn phải biết được những cái rủi ro Điều các bạn cần nên biết ở đây là phần lớn các công ty trong thị trường crypto không có lợi nhuận Chúng ta đã từng thấy được là khi mà giá cả đi xuống thì có rất nhiều những công ty đã sa thải nhân viên như là năm 2018 những công ty lớn như là các bạn thấy công ty Bitmain, công ty Consensus đây là những công ty lớn xa thải nhân viên trong năm 2018 chứ đừng nói tới những cái dự án nhỏ hơn nhiều dự án nhỏ hơn đã hoàn toàn sụp đổ khi mà giá cả đi xuống cho nên các bạn thấy được là đây là một thị trường quá mới và có rất nhiều rủi ro nếu như mà các bạn tham gia vào làm việc full time đây là những điều mà các bạn cần phải suy nghĩ tới trước khi mà các bạn ra quyết định là rời bỏ công việc hiện tại để mà tham gia một dự án full time không giống như là những công ty lớn các bạn thấy là trong thị trường chứng khoán giá cả đi xuống không có nghĩa là công ty đó sẽ sa thải nhân viên nhưng mà trong thị trường crypto token giá đi xuống thì dự án đó sẽ sa thải nhân viên nếu như mà không còn chỉ phí hoạt động và các bạn thấy được là tác giả là một người mà làm việc full time trong thị trường này cho nên vì ba lý do này tác giả của bài viết này đã quyết định là rời khỏi thị trường này không ở lại để tiếp tục làm việc full time thì các bạn nghĩ sao về ba lý do này các bạn hãy comment ở phía dưới và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi thì vẫn có lòng tin rất vững chắc về thị trường này, nhưng mà để đạt được kết quả mong muốn thì chúng ta phải cần rất nhiều thời gian. Chứ không phải là trong phạm vi 6 tháng, 1 năm hay là 2 năm, chúng ta có thể thấy được những thành quả mà nhiều bạn mong đợi. Tham gia vào thị trường này, các bạn phải có cái lòng tin và tầm nhìn lâu dài. Và nếu như bạn là một trader và bạn thích giao dịch margin, các bạn có thể tham gia sàn NAPX tham gia Sim Link của Thuận Capital các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là nhận các tín hiệu trade miễn phí. Link sẽ nằm ở dưới video này và trên màn hình cũng sẽ có link đó chính là các video tôi đã làm cho sàn NAPX. Trade margin có nhiều rủi ro không dành cho những bạn mới, chỉ dành cho những bạn nào mà có kinh nghiệm trading. Và nếu các bạn thích trade all coin các bạn có thể tham gia sàn Binance, tham gia Sim Link của Thuận Capital thì các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch sau khi giao dịch sàn sẽ trả lại cho các bạn và ngoại trừ ở trên YouTube thì bạn có thể tìm thấy những video tương tự ở trên nền tảng library.tv đây là một nền tảng phi tập trung bạn thường cũng đăng các video các bạn cũng nên đăng ký để chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào YouTube và Thuận sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn